Đây đó, mọi người thấy không ạ? Ở phía ngoài đó, phía ngoài đó, trời rất là nắng luôn, mọi người thấy không ạ? Bên này chủ nhật nữa, giờ bên này chủ nhật nữa, ở nhà nói chung là ba bé nhà mình nữa, nói chung là thường thì tới chủ nhật cái là các bé hay gọi lắm, rồi sáng là mình cũng có nhắn với mẹ các bé là rồi đừng có để các bé gọi, tại vì bữa nay là hàng nhiều, mà tại vì các bạn bữa nay là có hai bạn off, thành ra nói chung là anh em trong phường vẫn chia hàng ra để hỗ trợ phục vụ giao hàng ở tất cả mọi người nha. Thành ra mọi người nhớ giữ điện thoại nha, để cho anh em shipper có thể gọi cho mình để phục vụ giao hàng cho mình một cách tốt hơn nha. Rồi sao cứ hay vậy vậy? Gì đâu anh, coi chí sự thành phố mà. Rồi nói chung là anh em đứng ở ngoài sao sao chứ. Ở người thấy mà, ở phía ngoài rất là nắng, nắng chang chang luôn, cái nắng này là mình thả cái trứng hộp dịch hộp gà xuống nó chín luôn á mọi người thiệt. Rất là nắng, nó mọi người thấy cái tay không? Nè, thấy cái tay không? À, nó ăn nắng cái nước, cái mồ hôi á mọi người, cái mồ hôi nó đổ ra nè. Nói chung là cái ngày nào nó cũng gian nan cực khổ nha mọi người. Thành ra nói chung là vẫn mong mọi người luôn luôn yêu mới ủng hộ anh em shipper nha. Khi anh em shipper gọi cho mình thì mình nhớ nhận điện thoại nha, để nhận hàng nha, chứ nhiều khi mình không giữ điện thoại đó anh em không gọi được mình, không có giao được hàng cho mình nha. Rồi để em ra em giao hàng, em sạc hàng tiếp, sạc xong rồi bắt đầu em mới đi ăn lại. Hồi em ăn trễ lắm, em ăn cái này rồi bây giờ là hình như 1 không 2 buổi luôn á. Em ăn của chui xế này là bắt đầu em đi giao hàng cho mọi người luôn nha. Thành ra bữa nay chủ nhật nhưng mà hàng quá có thể tới tại mọi người hơi trễ xíu, nhưng mà vẫn cố gắng phục vụ cho hẹn mọi người nha. Chứ cái công việc thật sự của Tấm Tài là cho mọi người góp nha. Thôi gì nhìn nói việc có gì để bữa nào em cho coi cái gương mặt cái ẩn. Thì ra là quay bên chỗ nắng nó chủ đất đó ạ. Phải, tại nhiều khi trong đây nhiều khi cũng có nhiều người ta vô mấy giây đúng không, sợ nhiều khi lên hình mấy giây đó bị động, nhiều khi ta anh bóc vô ta hỏi ủa các bạn nó làm ở đâu vậy, lỡ anh nói ở đây rồi lỡ có trong rồi ta tới đây ảnh hưởng mọi người. Xong một lỗ rồi nha.
Bây giờ có những cái bạn là người ta làm lâu, người ta làm chuyên á, thành ra người ta soạn rất là very good. Rồi bữa nào em rảnh em nói chung cũng làm cái video hướng dẫn sơ bộ với mọi người về cái cách mà em soạn hàng ở trên xe, cái cách sắp xếp đó. Nhưng mà nói chung là mỗi người sẽ có một cách sắp xếp riêng nha. Bây giờ em ra em cố gắng soạn tiếp cái giỏ thứ hai, tại vì còn hai bao kia là em phải phân theo cái tuyến, theo cái tuyến, tại vì mỗi tuyến bên này là có bạn off, thành ra phải hỗ trợ cái tuyến đó, mà tuyến đó mình không có chuyên mà sẽ chạy riêng. Còn tuyến của mình là những khu vực đông là mình sẽ soạn như một bao, và những cái hàng mà trên xe là mình sẽ rải đưa toàn cái khu vực luôn nha mọi người. Em ra tiếp nha. Không có mà đem mướn bên này á nha. Có 211 bình tiên hay vậy ạ? Ở bên này phải không? Đấy phần 4. Thank you.
xong. Hello mọi người nha, bye mọi người nha. Em sẵn hàng xong rồi. Cái bao xanh xanh đó là bây giờ em bỏ lên xe luôn. Em đi theo em chở cho có tiếng nhà hàng luôn nha. Rồi, bye mọi người nha. Rồi. Chúc mọi người một buổi sáng chủ nhật là vui vẻ nha. Đặc biệt yêu mến nhớ cho em xin là subscribe, like nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye mọi người.